Hôm nay thì mình có đến nhà chị Phượng và chị Phượng có tổ chức sinh nhật cho mình. Thì sinh nhật chính xác của mình là hôm qua là ngày 18 tháng 4, nhưng mà hôm nay là 19 tháng 4 rồi thì chị Phượng mới có thời gian tổ chức cho mình. Thì vừa nãy thì mọi người cũng đã ăn uống no say rồi mà hôm nay chú Quân nướng thịt rất là ngon. Mỗi tội người ước hơi đặng một tí, không phải chấm. Chúng ta làm miếng thịt to thì vừa, những miếng thịt nhỏ là ngấm quá đúng không? Nhưng mà nói chung là hôm nay ăn với nhiều rau thì vẫn ngon. Thôi, không ngon để lần sau lại ngon, lại cả nước đấy đó. Và bây giờ thì sẽ là làm kem tự thưởng cho mình. Hôm nay chương trình thì là chúng mình chỉ có ăn kem để chúc mừng sinh nhật đúng không? Hôm nay chúng mình chỉ có ăn kem thôi. Thêm cái là gọi là có thịt nướng thì thèm thịt mà. Nhiều ngày ăn cá khô rồi hôm nay mình ăn thịt và ngày mai mình ăn đậu nó mềm răng. À hôm nay ăn thịt rồi mà ăn đậu mềm răng. Bây giờ thì Ngân tự làm kem để mừng sinh nhật mình nhá và làm kem mời mọi người luôn. Hiện tại là có khách ngồi đằng sau rồi làm kem mời luôn. Hai bạn mình vừa đi ăn cưới Hà Đông về, đi một để dùng kiếm món ạ. Và chủ đề hôm nay là chính quốc Việt tôi chuyển thành chính kem. À thôi em ăn kem thì cô ăn kem cũng được. Và món kem đầu tiên là món gì Ngân ơi? Cam nhá, vừa khui chai đầu tiên luôn nhá. À đây là cam Nha Đam à? Cam Nha Đam với cả phô mai. Ôi Ngân ơi, chỗ đây phải làm được 2 cốc Ngân ạ. Này thì phí. Cho thì nhanh lên không hết. Lúc đó chưa kịp lạnh nhiều đã phải cho các thứ vào rồi. Con lấy cốc đi, đấy. Cái này sắp được rồi đấy. Được một quận rồi. Hơi gian nan vất vả tí. Có ăn sô-cô-la không? Không biết à? Nhiều quá. Đây. Một cái mặt hàng đúng không? Em ăn chị chọn vị gì? Chị muốn ăn luôn hay là chị mang về ạ? Em cầm đi ạ. Đây. Mặc áo kéo áo lên. Mấy em kia muốn chị Ngân nào? Được. Đứng ra đây để chọn. Có chị Ngân nhỉ? Được. Cốc, đó là gì đâu, cho chị Ngân. Cốc thôi, đi. Mình nào. Cảm ơn. Cho em một ca ca một khoai môn đi. Xong rồi. Đẹp không? Đi vào đây đợi đi. Ngồi hẳn xuống. Tí nó sẽ săn vị này cho các cháu. Đấy chiều cháu tí hai cháu nó vướng tay lại đổ mất thì mất ăn. Bảo ơi, bảo để xuống bảo giúp một thìa nhỏ xíu một thôi. Để xuống. Đấy, có một thìa xíu này.
cái luôn. Bố còn đi phải xe nữa. Cái này nó giòn lắm. Wow, ngon không con? Nướng một chả. Ngon à? Chưa, cháu năm nay mới lên, bắt đầu lên. À, hôm nay. À, con ơi, cô hỏi kìa. Cô hỏi kìa. À, kem ngon không? Ngon thì gật đầu. Ngon. Có lạnh không? Lạnh cổ không? Mát mát thì đúng không? Cứ mỗi tuần sang một lần, cô lại tặng một video nhé.